Bún phở review xin chào tất cả các bạn. Tình yêu với anh là thứ xa xỉ, thứ anh cần là tiền tỷ và đô la, để làm gì ư? Chính là để xây ra một kiệt tác cực kỳ ác chiến như khu rừng nhiệt đới giống thật 100% này, ngay trong chính phòng ngủ của mình. Nếu bạn có thể kiên nhẫn xem hết video, chắc chắn bạn không thể không trầm trồ trước tài năng và sự kỳ diệu của bàn tay con người. Đầu tiên, chúng ta đều biết một khu rừng nhiệt đới sẽ là một nơi cực kỳ đa dạng sinh học cả về động vật và thực vật. Chúng sống với nhau như một vòng tuần hoàn khi loài này sẽ chén loài kia để sinh tồn. Vì thế, để có thể xây dựng được nó, anh Bảy đã tốn rất nhiều thời gian vắt óc nghiên cứu từng chi tiết nhỏ. Nhờ đó, siêu phẩm này ra đời trong sự hài lòng vô bờ của anh. Đầu tiên anh đã tạo ra một chiếc hộp thủy tinh khung sắt siêu to khổng lồ. Đây không phải là lần đầu tiên anh Bảy thử sức với việc này. Những chiếc tổ kiến trông cực kỳ hoành tráng, chính là tác phẩm của bàn tay tài hoa của anh chứ ai. Vì thế, anh vô cùng tự tin khi bắt tay vào làm bể, dù rằng nó là cái lớn nhất anh từng làm. Sau nhiều ngày toát mồ hôi, anh đã hoàn thành tác phẩm hết sức ưng ý, tối đến trông nó lại càng nổi bật, anh còn chu đáo tạo những cánh cửa có thể dễ dàng đi vào trong. Phía trên là hệ thống nhằng nhịt dây điện và thiết bị, để có được ánh sáng, cũng như nhân tạo những điều kiện thiên nhiên giống thật nhất có thể. So với bản thảo trước đó anh tự tay vẽ, nó còn tuyệt vời hơn rất nhiều ấy chứ. Sang ngày hôm sau, anh bắt đầu tạo ra một bể nước ở phía trong. Để làm được việc này, anh cần đến một loại dung dịch đặc biệt, dùng nó để dán rong rêu khô thành từng tảng lớn. Chúng được dán vào từng tấm gỗ lớn, nên nó khá nặng thế nhưng đó chỉ là bề mặt phía sau, còn phía trước sẽ là hình dáng của những tảng đá lớn trông cực kỳ sinh động. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, dù còn cái nịt cũng đèo đi chơi, và lần chơi lớn này của anh cũng vậy, bên ngoài nghèo khó, bên trong thì không có tiền. Nhưng anh vẫn quyết theo đến cùng với thứ gọi là đam mê, phía bên tấm thép không gì cũng được phủ đầy rong rêu. Sang bộ phận tiếp theo, anh chỉ có thể nhờ gọi những người bạn báo thủ. Hợp lực mãi mới đẩy được khúc cây đắt giá theo đúng nghĩa đen này vào trong, họ đã tốn rất nhiều thời gian trong rừng mới tìm được ra nó đấy. Nhưng su cà na cho anh là tuy nó đẹp nhưng lại quá lớn, nên đã phải thiến bớt khá nhiều ngóc ngách, cuối cùng cũng có thể đặt vào theo ý tưởng trong đầu. Phải thừa nhận, vừa cho khúc cây khô vào thôi, đã cảm thấy mọi thứ trở nên hùng vĩ và hoang sơ hẳn lên, bạn có thấy thế không? Dùng loại silicon densi này để dán mọi nơi, rồi anh xả nước vào trong để xem thử, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra, nước bị rò rỉ ra ngoài. Liệu có phải do loại keo anh chọn đã sai ngay từ lúc đầu không? Khi phát hiện ra vị trí rò nước, anh biết rằng do bản thân đã quên mất một góc. Khi bổ sung với đầy keo phía trong, anh lại phải chờ đợi để kiểm tra, mọi thứ có vẻ bắt đầu đi đúng hướng. Tuy nhiên để chắc chắn, anh đánh dấu mực nước, rồi để thời gian trôi. U là trời, vẫn còn nước rơi ở ngay đây này, dù chỉ bé tẹo, nhưng vẫn khiến anh phải quét silicon thật kỹ thêm một lần nữa. Đợi chờ là hạnh phúc, đây là toàn bộ những vật dụng cần thiết cho hệ sinh thái của anh, nếu nước vẫn rò rỉ, thì đành chấp nhận bỏ đi tất cả mà thôi. Anh thậm chí còn dán cả giấy để kiểm tra, cuối cùng cũng thở phào khi mọi thứ đã thật sự hoàn hảo, bây giờ anh mới dùng đất đá và sỏi để lót phía dưới đáy. Phần than này sẽ là một lớp carbon hấp thụ mùi hôi và tạp chất không cần thiết, trên đó sẽ là những cành gỗ tươi khô và cây lá. Một nguồn thức ăn không thể thiếu cho sinh vật đất, lòng đất đã xong mới có thể phủ một lớp đất dày, không thiếu thêm chút phân bón để trồng cây. Mặt bằng hoàn hảo để sẵn sàng đón tiếp sự sống đã gần như sẵn sàng, những loại cây anh trồng trong rong rêu sẽ là những loài dây leo mà chúng ta thường thấy. Và cuối cùng là trồng cây xanh để phủ sạch đồi chọc, màu xanh của sự sống, của hy vọng đã làm cái bể sinh động hẳn lên. Tha hồ xếp vào đó những loại đề co mà anh thích, anh chỉ ước mình có 3 đầu 6 tay vào lúc này, ở cái góc làm hồ nước, sẽ được chét thêm một loại vữa đặc biệt làm đáy. Rồi sau đó được phủ thêm đất và phía trên cùng là tảng rêu xanh mượt này. Việc tạo cảnh này tuy nhìn đơn giản, nhưng ngốn của anh kha khá thời gian đấy. Phía dưới đã ổn, cũng là lúc anh tiếp tục ở phía trên với những loại dây leo mà anh đã nghiên cứu và chọn lựa. Rừng nhiệt đới thì phải bí hiểm với những loại dây leo chẳng chịt phải không? Bạn thấy sao? Trông khá giống trong những bộ phim thám hiểm rồi nhỉ? Ở một góc phía trên, anh bắt đầu bơm vào đó loại xương mù mỏng manh. Mọi thứ dần trở nên kỳ ảo, loại hơi xương này sẽ là nhân tố không thể thiếu để nền thực vật phong phú phát triển. Dù tầm nhìn bị hạn chế, nhưng đây chính là thực tế của mỗi tối và sáng ở những khu rừng nhiệt đới, nguồn cung cấp nước quan trọng cho toàn bộ hệ sinh thái. Chưa hết đâu, còn có một thác nước đang không ngừng chảy xuống, tạo cho khu rừng có một hồ nước ngọt sạch sẽ và đầy ắp. Tất cả đều là một không gian tuyệt vời để tụi động vật tha hồ vùng vẫy, ăn uống và sinh sản. Bạn thử tưởng tượng có một khu rừng như thế này trong phòng ngủ thì sẽ thế nào nhỉ? Quá là tuyệt vời rồi phải không? Sau thời gian chờ đợi, cuối cùng cũng đến lúc sương mù tan đi hết, mọi thứ thoáng đãng trở lại, trông mới tươi trẻ và tràn đầy sức sống làm sao. Nhìn thác nước tưới cho bức tường rong rêu và những loại cây bám trên đó, anh Bảy đã rất nóng lòng được thêm vào những loài thủy sinh thú vị rồi đấy. Chắc hẳn đó sẽ là một điều vô cùng thú vị, nhưng tất cả đều cần có trình tự, anh cần đợi thảm thực vật này bén rễ và xanh tốt trước đã. Những tảng rêu dường như là loài đầu tiên thích nghi với nơi này, bên cạnh đó là đủ loài cây đặc trưng khác của một khu rừng nhiệt đới điển hình.
Cây dương xỉ hoang dại này luôn là một loại vừa dễ trồng, vừa cực kỳ đẹp khi trang trí. Màu xanh hài hòa của các loài thực vật khiến anh Bảy hạnh phúc vô cùng. Vài ngày sau đó, sự phát triển của thực vật đang theo đúng với mong muốn và ý tưởng của anh. Nhưng trước khi anh kịp ra tay thêm gì đó vào trong, sinh vật đầu tiên đã thật sự xuất hiện, bạn nhìn thấy nó chứ? Một con nhện nhảy bé nhỏ, đang treo mình trên sợi tơ mành. Anh đoán rằng nó đã ẩn nấp đâu đó trong đống thực vật khi anh thêm vào, có vẻ như nó khá choáng ngợp với sự tuyệt vời của nơi đây. Ngày hôm sau, thành viên đầu tiên của khu rừng được thêm vào trong, đó là một con thằn lằn, nó đề phòng nhìn quanh, cơ thể bất động để ngắm nhìn mọi thứ. Dù trông rất tuyệt, nhưng cũng là một nơi lạ lẫm, nên sẽ thật sai lầm nếu cứ như thế xông ra ngoài khi không có bất kỳ hiểu biết nào. Mọi loài động vật đều có bản năng sinh tồn mạnh mẽ và sự đề phòng với những điều xa lạ, anh Bảy bất ngờ nhận ra một sự có mặt nữa. Đó là đàn kiến, có lẽ nó đã chui từ ngoài vào mà chẳng cần sự cho phép của anh, tụi nó đang tất tả đi vào một hốc nhỏ trên gốc cây. Có vẻ đã quen thuộc đường đi lắm rồi, trong đó có một con kiến thợ lớn kìa, anh hốt hoảng đi ngó xem mấy đàn kiến khác của mình, cũng may bọn chúng vẫn bình thường. Anh chợt nhớ ra, hôm vận chuyển gốc cây, anh từng bị kiến cắn, nhưng lại cho rằng đó chỉ là vài con kiến đi ngang qua mà thôi, nhưng bây giờ, có vẻ như chúng thật sự có nhà phía trong thân rồi. Không biết tụi nó có kiến chúa phía trong không? Hay lại bỏ rơi ở ngoài rừng rồi? Mà khoan, sao lại có xuất hiện kiến lửa phía trong? Rõ ràng là đàn kiến của anh không hề có dấu hiệu thoát ra ngoài cơ mà, có lẽ nào chúng cũng đến từ mấy cành cây anh thêm vào hay sao? Có rất nhiều giả thuyết có thể xảy ra, nhưng cái anh lo lắng bây giờ là một cuộc chiến sẽ nổ ra giữa kiến lửa và tụi kiến đen chuyên đi cướp bóc. Ngoài kiến, anh nín thở khi trông thấy cả mối trên thân cây, có vẻ như chỉ riêng thân cây này đã ẩn chứa cả một hệ sinh thái mà anh không hề hay biết. Cũng tốt thôi, anh khỏi phải lo nghĩ đến việc sẽ thêm gì vào trong, đàn mối đang chăm chỉ tạo lối đi cho mình và che mắt bằng những mùn gỗ và đất cát hoàn hảo thế này đây. Những tưởng thế giới bất ngờ chỉ có từng đó mà thôi, không ngờ rằng rất nhanh anh lại phát hiện ra một đôi mắt khác, bạn đã thấy nó chưa? Một con ruồi có lẽ mới nở ra từ con nhộng nào đó trong đất cát, đến cánh còn chưa giãn ra hết kìa, sau một lúc khởi động, nó bắt đầu làm quen để chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên trong đời. Sự sống đang phát triển và nhộn nhịp hơn bao giờ hết, nhất là đàn kiến, chúng đang tất bật dọn dẹp đường đi cho mình. Bởi tụi kiến đen này chỉ chuyên đi cướp bóc thay vì tự làm tự ăn, nên bắt buộc chúng phải có một đường tháo chạy thật mau lẹ. Từng mảng rêu một được cắt gọt rồi vận chuyển trong âm thầm, lúc đang căng mắt nhìn vào đám rêu, anh phát hiện ra có cả một con bọ bé tí đang tìm thức ăn. Chúng có thể ăn những sinh vật nhỏ khác hoặc thậm chí cả nấm mốc trong rong rêu, nhưng cứ để nó qua một bên đã, vì đàn kiến cướp cũng chẳng hề quan tâm. Tại sao bọn chúng lại chọn đường đi này nhỉ? Chắc chắn lối đi này phải dẫn đến đâu đó thì mới được chọn, anh chạy theo đường đi của tụi kiến cướp. Phát hiện ra ở đầu bên kia chính là hang đá, nơi mặt sau là lớp rong rêu ẩm ướt rất phù hợp với đam mê của loài kiến nói chung. Thế nhưng chúng muốn chuyển nhà đến đây sao? Chưa kịp tìm ra lý do, anh Bảy bị ấn tượng bởi một cuộc chiến cực kỳ gay cấn. Kiến lửa và kiến cướp cuối cùng cũng đã nổ ra tranh chấp, sớm hơn anh nghĩ. Trong lúc tụi kiến cướp đang dọn đường, đàn kiến lửa đã khơi mào trước để bảo vệ chính mình. Tụi kiến cướp cũng đâu phải tay mơ, pheromone được phóng ra, và chẳng bao lâu con kiến thợ to lớn của chúng đã xuất hiện. Bạn xem bộ hàm của nó liên tục hoạt động, ngay khi phát hiện ra kiến lửa kịp. Nó đang hoạt động cực kỳ năng nổ, nhưng thình lình, một con kiến lửa thủ sẵn dưới đất đột ngột lao lên. Con kiến thợ bị đau hơi lùi lại, tuy đánh lén hơi hèn hạ, nhưng con kiến lửa đã thành công khiến kiến thợ phải trốn vào một hẻm đất để dưỡng thương. Cú chích có vẻ khiến nó đau đớn lắm, nhưng không thể tiễn nó đăng xuất được, xem thôi mà cũng kịch tính ghê. Kiến thợ rút lui, đàn kiến cướp cũng nhanh chóng tản ra mà bỏ chạy. Trong tương lai hẳn sẽ có nhiều trận chiến hấp dẫn như thế diễn ra. Vài ngày sau đó, anh phát hiện thêm một con trâu chấu nhỏ, còn non nớt nên trong suốt như thạch vậy. Bạn còn nhớ con nhện nhảy chứ? Thành viên đầu tiên xuất hiện trong khu rừng, nó đang tận hưởng con ruồi, có lẽ chính là khứa xấu số ban nãy. Đây là một con nhện cái, nên có lẽ nó toát ra một mùi hương gì đó, thu hút được một con nhện nhảy khác ở phía ngoài. Nó treo mình, muốn tiếp cận với con cái phía trong, quá là tâm lý, nên anh Bảy đã đưa nó vào trong, đẹp trai thế này nên chắc sẽ là một người chồng tốt đấy nhỉ. Nó bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng từng ngóc ngách về không gian mới này, di chuyển chậm chạp và đề phòng mọi thứ. Đây là khung cảnh tuyệt đẹp trong khu rừng của anh vào lúc bình minh, sương vẫn đọng trên từng cành cây ngọn cỏ. Hôm nay là một ngày đặc biệt khi anh tìm ra vô số loài động vật khác. Tất cả đều vô tình xuất hiện hết sức thú vị, như con rết này hay một con nhện chân dài khác, con bọ này cũng vừa mới được tìm ra. Nhưng mọi thứ chưa bao giờ là ổn nếu thiếu đi sự cân bằng. Hai con kiến này đang trao đổi dinh dưỡng cho nhau, nhưng thứ chúng ăn là gì nhỉ? Anh đi theo chúng đến tận cái ao bèo, nơi mà một vài con ốc đã lác đác đu bám khắp nơi, còn tụi kiến cướp ra sức uống nước trên lá. Bạn thấy cái bụng căng phồng long lanh của chúng kia không? Bạn biết chúng đã xuống đây bằng cách nào không? Chính là nhờ vào việc đu dây đỉnh cao của mình đấy. Nguồn nước tự nhiên đầy dinh dưỡng này là một điều quý giá.
Có lẽ đây chính là lý do mà tụi kiến cướp đã cất công lao động, mở ra đường cao tốc nối từ tổ của mình ở thân cây tận hang đá xa xôi. Một cảnh tượng đau lòng chợt xảy ra, con kiến lửa đu mình trên thân kiến cướp thợ to lớn, cắn nát phần thân đó, trong khi những con kiến cướp xung quanh lại chỉ dương mắt đứng nhìn mà không hề phản ứng. Cứ như thể con kiến thợ yêu cầu không được giúp đỡ vậy, những con kiến thợ khác cũng đến, chúng cùng với đàn kiến cướp từ từ lấp đất, chôn cả con kiến thợ bị thương lẫn kiến lửa hiếu chiến xuống dưới. Cho đến khi không còn chút dấu vết nào, cảnh này thật đau lòng, nhưng thế giới tự nhiên chính là như thế. Bạn nghĩ sao về khu rừng nhiệt đới vô cùng sinh động và tuyệt vời này? Bạn có muốn xem nhiều video hơn về những ngày tiếp theo của toàn bộ khu rừng không? Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành và theo dõi đến cuối video. Bún Phở rất biết ơn về điều đó. Và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh trong những video tiếp theo nha. Bún Phở yêu tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.